Thưa quý vị, mới đây một quản lý cấp cao của hãng ô tô Đức Volkswagen đã bị bắt do những dính líu liên quan đến vụ scandal khí thải năm 2015. Ngay trong bối cảnh đó, Volkswagen đã ra mắt dòng sản phẩm mới, xe điện mới của mình tại buổi triển lãm ô tô Detroit Automaker. Quản lý cấp cao của Volkswagen mới đây đã bị bắt do những cáo buộc liên quan đến scandal khí thải vào năm 2015. Trong bối cảnh đó, tại Detroit, hãng ô tô này vẫn đang nỗ lực để tránh khỏi những hậu quả từ vụ bê bối. Nhà sản xuất ô tô Đức đã ra mắt dòng sản phẩm xe hơi điện có tên là ID. Buzz tại buổi triển lãm Detroit Automaker. Giám đốc điều hành của Volkswagen tại khu vực Bắc Mỹ, ông Heinrich Wolkben, phát biểu rằng việc ra mắt sản phẩm này sẽ giúp Volkswagen vực dậy trong năm tới. Nhờ vào những thành quả về mặt doanh số mà chúng tôi đã đạt được, tôi tin rằng tình hình kinh doanh của hãng trong năm 2017 tới sẽ rất lạc quan. Chúng tôi cam kết với thị trường Mỹ và cam kết để tăng trưởng. Nói về vụ quản lý cấp cao của hãng bị bắt, ông Heinrich cho biết ông cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi chỉ có thể nói rằng cảm thấy rất ngạc nhiên trước thông tin này. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan và với chính phủ, nên sẽ không có bình luận gì thêm. Vào tháng 9 năm 2015, Volkswagen đã thừa nhận đã cài đặt phần mềm gian lận lên hàng trăm nghìn xe ô tô chạy bằng động cơ diesel tại Mỹ. Phần mềm này giúp hãng vượt qua các đợt kiểm tra về nồng độ khí thải. Vụ bê bối này đã khiến nhà sản xuất ô tô Đức tiêu tốn 18 tỷ euro. Cựu giám đốc điều hành của hãng cũng đã tuyên bố thực chức, buộc hãng phải dừng việc bán xe động cơ diesel tại Mỹ.